Rồi, Thùy Dung xin kính chào quý vị khán giả của Đài Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Thùy Dung đang đứng trước cái office tranh cử của nghị viên Kimberly O và sẽ ra ứng cử thị trưởng thành phố Westminster của chị Kimberly Hồ. Và hôm nay Thùy Dung rất là vinh dự được gặp Jimmy Phạm là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Em đã ra ứng cử nghị viên thành phố Westminster địa hạt 4 và chị cũng chào mừng em và cảm ơn em đã ra giúp cộng đồng Việt Nam. Và how you feel when you support the Vietnamese community and how you feel you why you have to come to out and to help Vietnamese community? Sure. Thank you. Okay. So, cảm ơn chị Dung again. So, let me introduce myself. My name is Luật sư Jimmy Phạm. I am running for the District 4 City Council seat that's up for re-election November 8th. Okay? So, again, I am a former commissioner with the City Commission for the Community Services and Recreation. Okay? I am running because I feel that the city of Westminster needs good leadership. I have seen that there's been a lot of infighting, conflict, and now we're looking at a potential $17 million budget deficit for the city of Westminster. So I'd like to come in and help resolve that issue with the other city council members as well as the mayor, because we are looking at a windfall of almost $17 million. And in terms of many reasons, you know, I can list them out, but I'm sure right now. One of the ways to do that is to vote for the Measure Y, which is an extension of the Measure SS, and that's going to be on the ballot on November 8th. Also, what I've seen is that Westminster needs a few more additions, maybe a potential community center for the Little Saigon area. This is really an extension of my family and what I've done. My father was very involved in the community when I was a young child. My mother was very involved, and so the reason why I've come out is because I felt it was my time and also my upbringing, and also I want to help the Vietnamese community and also the city of Westminster as well. Thank you, Jimmy, and chị cũng đại diện cho Văn hóa Nhân bản Lạc Việt và cũng như là xin chúc em có nhiều sức khỏe để mà tiếp tục run cái position mà em đã chọn, và chị hy vọng là em sẽ thắng cử kỳ này và xin đồng hương dồn phiếu cho nghị viên Kimberly Hồ là ứng cử viên thị trưởng thành phố Westminster, và cũng là xin bầu cho em Jimmy Phạm là luật sư Jimmy Phạm là ứng cử viên nghị viên thành phố Westminster địa hạt 4. Và Thùy Dung xin một lần nữa kính chào quý vị khán giả của Đài Văn hóa Nhân bản Lạc Việt, và cái lá phiếu của cộng đồng mình rất là quan trọng. Xin quý vị hãy bầu cho những người nào mà làm việc tốt cho giúp cho cái cộng đồng và giúp cho cái thành phố Westminster càng ngày càng sáng sủa hơn. Và hơn nữa là tất cả, Thùy Dung cũng xin tất cả các giới trẻ nên bầu cho luật sư Jimmy Phạm, vì em là một giới trẻ và cũng là một người hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa có nhiệt huyết để giúp ra ứng cử, để giúp cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta, thì xin mọi người dồn phiếu cho em để em sẽ thắng cử trong những ngày kế tiếp, để mà em có những cái hoài bão giúp cho cộng đồng càng ngày càng thanh tiến hơn. Và một lần nữa xin chúc em nhiều sức khỏe và thanh tiến hơn, sẽ thắng cử kỳ này. Và một lần nữa thì Dung xin mọi người dồn phiếu cho Kimberly Hồ và Jimmy Phạm. Thank you. Cảm ơn nhiều.